时候觉得好累，也会在孤单中流下眼泪。呜继续闯，勇敢着，所谓天黑不过是以为，生命有一种迂回，让我们学会17. Anh muốn chọn lại chỗ bố Lăng à? Không phải. Vậy anh muốn về Singapore sao? Không phải anh đã làm việc ở viện rồi sao? Sao anh lại có thể tùy hứng như vậy? Anh đã quay về rồi, chỉ vì có mâu thuẫn với em anh lại muốn đi. Anh phải nghe theo con tim mình, đừng vì người khác mà làm việc nông nổi, được chứ? Anh biết rồi. Không thể nói được với anh nữa phải không? Anh đang làm cái gì vậy? Không làm gì cả. Anh như vậy vô vị quá sức. Anh sắp 30 rồi, có thể chín chắn một chút không? Ban ngày anh hờn giận, không khám nhanh cho em thì thôi. Bây giờ anh đột nhiên muốn về Singapore. Công việc nói không cần là không cần nữa. Anh có chút trách nhiệm nào không thế? Được rồi, em sai rồi. Ngày đó là em quá kích động, em hồ đồ. Mới nói các anh không phải em trai ruột. Em tự kiểm điểm, em không nên nói lời như vậy. Em xin lỗi, các anh đều là anh trai ruột thịt của em, được chưa? Ai là anh ruột của em? Các anh về vốn là một việc rất vui. Anh cũng rất vui. Nhưng chúng ta quả thực không thể giống như lúc nhỏ được nữa. Hơn nữa các anh luôn cảm thấy mắc nợ em. Em sẽ có áp lực. Các anh có thể cho em chút thời gian từ từ thích ứng. Vali hành lý khách thuê cũ không cần nữa. Dành những thứ đồ linh tinh trong tủ chứa đồ ở ban công, anh mang đi bỏ. Anh không phải muốn đi à? Sao không nói sớm chứ? Em cũng đâu có hỏi. Lý Tim Tim, Lăng Tiêu, Mặt Trăng, cậu sao vậy? Cậu đi siêu thị à? Nào nào, mình xách cho cậu. Hai người nói chuyện đi, em về đây. Bộ hai người cãi nhau à? À, không phải. Bọn anh đang tâm sự. Vậy tức là làm lành rồi. Em còn đang nghĩ tạo cho mọi người cơ hội. Cảm ơn em. Lăng Tiêu, em đã mua rất nhiều rau, thịt cuộn và thịt viên. Cuối tuần chúng ta ăn lẩu đi.
Được, đi thôi. Alo, Trang Bắc, làm gì vậy? Vợ mình hết hồn. Tử Thu, chiếc xe lần trước cậu nhìn thấy mẹ cậu ngồi, mình đã tra giúp cậu rồi. Là xe taxi. Xe taxi à? Mình đã nói với bác tài xế về tình hình của cậu. Tài xế cũng kiểm tra lịch trình, nói là xe đón ở đường Hòa Hưng, đi tới trung tâm thương mại quốc tế Lam Hải. Tử Thu, nếu như cậu biết mẹ cậu ở đây rồi, bố của Lăng Tiêu là cảnh sát, cậu nhờ họ tìm có lẽ sẽ đơn giản hơn. Tử Thu, cậu có nghe thấy không? Hả Tử Thu, vậy đi, mình cấp máy đây. Sao vậy? Không có gì. Trang Bắc hẹn em đi ăn. Em đi tắm đây. Chào mừng quý khách. Chị đi mấy người? Có người rồi. Sáng sáng, tới đây, tới đây. Bố, đều chín cả rồi. Đúng lúc lắm, mà ăn đi. Sao con lại bận tới tận giờ này? Bình thường con cũng ăn muộn vậy sao? Tùy tình hình, không nhất định. Có thể không ăn thì không ăn. Con một mình sống ở ngoài, bố lo nhất là con ăn uống không tử tế. Nào, chấm cái này ăn. Cái này thơm lắm. Không cần đâu. Sáng sáng con gầy đi rồi. Con đừng giống với các cô gái khác, suốt ngày giảm béo. Khỏe mạnh một chút mới tốt. Không phải bố mẹ thấy con béo sao? Bắt đầu từ lớp 8, cơm tối của con chỉ có tôm luộc và rau luộc. Cái này đều tại bố. Tại bố. Nào nào, ăn nhiều một chút. Tìm con có chuyện gì sao? Chuyển tiền qua WeChat con không nhận. Đây, cầm lấy. Một mình con sống ở ngoài, cần dư giả một chút. Không cần. Con có tiền. Thu nhập của con không ổn định. Bây giờ điều kiện nhà chúng ta tốt hơn rồi. Sao cứ phải đi làm công việc vất vả như vậy kiếm tiền? Bố thấy con vẫn nên đi tìm một công việc ổn định một chút. Bố tới giáo huấn con, vậy thì bố không cần tới nữa. Lần trước con đã nói chuyện rõ ràng với mẹ rồi. Con vẫn còn giận mẹ con nữa sao? Đã gần 3 tháng rồi, con không về nhà, không gọi tới một cuộc gọi điện thoại. Có cần thiết phải làm như vậy không? Không phải mẹ nói sao? Nếu con còn không nghe lời, tìm một công việc tốt thì không cần về nữa. Mẹ con cũng là muốn tốt cho con thôi. Mẹ chỉ mong con kiếm thêm tiền. Không phải mẹ suốt ngày ở nhà quán tháng sao? Sớm biết bây giờ như thế này, trước kia lúc có thể kiếm ra tiền, nên đi quay thêm quảng cáo, kiếm thêm tiền, góp thêm nhà. Mẹ con có lúc nói chuyện không dễ nghe. Còn nói với bà nội con lười nhác. Từ lúc con biết nhớ chuyện, trong khi con nhà khác đi tập trung vào học hành, chỉ có con là không ngừng làm việc, đóng phim, quay quảng cáo, kiếm tiền. Từ sau khi con vào thời kỳ dậy thì, mỗi buổi tối phải uống một cốc nước chanh lớn mới được đi ngủ. Vì sao? Bởi vì con đói tới không ngủ được.
Trước kia đi đâu đều muốn mang con theo. Bây giờ người khác hỏi con làm gì, mẹ còn thấy ngại trả lời, cho con làm mất mặt. Con thật không hiểu, con dựa vào sự cố gắng của bản thân làm gì? Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Con làm mất mặt chỗ nào? Con ăn nhiều chút, chấm cái này vào. Được rồi bố, lái xe đi về nhớ chú ý an toàn. Sáng sáng, qua mấy hôm nữa là sinh nhật mẹ con. Năm nay mẹ con 50, theo phong tục quê nhà phải tổ chức lớn một chút. Bạn bè họ hàng đều có mặt, con đi bà ấy sẽ cảm thấy càng mất mặt. Sáng sáng, đó là mẹ con. Con biết rồi, con sẽ tới. Còn nữa, con không ăn nước tương đó không phải vì sợ béo, mà vì con dị ứng với sa tế. Bố đã quên mất rồi. Dậy sớm thế, ba ăn cơm đi. Anh xem hôm nay đã làm nhiều hơn mang về, có phải em rất thông minh không? Mau khen em đi, em nấu cơm sao giống ăn trộm thế? Mỗi ngày em có dễ dàng không? Cửa hàng vừa mới hoạt động, mỗi sáng cửa hàng bận rộn vô cùng, còn phải chạy đi làm trộm. Tinh thần của em sắp không bắt kịp nữa rồi. Đúng rồi, không phải là anh có thuốc vitamin gì đó sao? Cho em 2 viên bổ sung. Em tự mua đi. Mỗi ngày ăn của em, uống của em còn hẹp hòi như vậy. Có phải em đã quên mất một nửa tiền chợ là anh đưa em không? Anh em với nhau mà tính toán chi ly hẹp hòi. Lấy canh nào. Sao vậy? Từ từ nói, từ từ nói. Hả? Ở bệnh viện nào? Được, 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 con tới ngay. Bác Tài, dừng xe, làm phiền anh. Chưa tới trạm, không thể dừng. Tôi có chuyện gấp, anh nhanh trước đi. Tôi đang đi trên cầu, không dừng được. Sáng, cậu còn ở nhà không? Cậu đừng đi toilet nữa. Bây giờ cậu tới phòng mình, trong ngăn kéo thứ hai, ở bên tay trái cửa, lấy cho mình thẻ ngân hàng, đi tới bệnh viện Trường Canh. Anh nhỏ mình gặp tai nạn rồi, bố mình nói bị va rất nghiêm trọng. Bây giờ mình cách bệnh viện Trường Canh càng lúc càng xa. Đúng đúng, bệnh viện Trường Canh. Đúng rồi. Được được. Còn bao lâu nữa anh lái xe? Cầu này sao dài quá vậy? Đừng nôn nóng em gái, tới ngay rồi.
Xin lỗi nhé. Cái cô này. Bác Tài đi thôi. Thế nào rồi? Anh nhỏ mình đâu? Cậu nói đi. Lúc đưa tới, khắp mặt đều là máu. Bác sĩ nói đã cố gắng hết sức rồi. Cậu đó, Lý Tim Tim. Anh nhỏ cậu không sao, Lý Tim Tim à. Cậu đừng khóc nữa. Anh nhỏ của cậu không sao mà. Anh nhỏ, Lý Tim Tim, mình đùa đấy. Em sao vậy? Anh nhỏ, em nói đùa với cậu ấy là Hạ Tử Thu. Anh nhỏ, Tim Tim, Tử Thu không sao. Tim Tim, Tử Thu chỉ hôn mê thôi. Tim Tim mà, Tử Thu không sao, em ấy chưa chết. Chưa chết. Đúng, chưa chết. Vậy Đường Sáng, Đường Sáng nó linh tinh. Mình chỉ chọc cậu thôi. Cậu Tiểu Tim, thật đấy, không sao đâu. Con xem này, bình thường thôi. Em có biết nặng nhẹ không? Chuyện này sao em có thể đùa được? Uống nhiều thuốc ngủ như vậy, sao có thể đi xe ra ngoài? Cậu cũng may mắn xô vào cây, chấn thương não nhẹ thôi. Nếu như xô vào xe, cái mạng cậu không giữ được nữa rồi. Nghỉ ngơi trước đi, ở lại viện quan sát hay hơn. Đừng đi lại lung tung. Cảm ơn y tá. Không sao. Nếu như bệnh nhân nôn, nhớ thông báo cho bác sĩ. Dần dần, tôi sẽ ấn chuông. Cảm ơn nhé. Còn nói còn uống thuốc ngủ làm cái gì? Con không uống thuốc ngủ. Vậy con uống cái gì? Vừa rồi y tá nói trong máu của con có rất nhiều thành phần thuốc ngủ. Nhớ kỹ lại đi. Thuốc gì thế? Vitamin AB, beta carotene, thực phẩm chức năng thường ngày. Đầy đủ các loại quá. Mỗi loại uống 2 viên. Bổ sung nhiều chất, chắc chắn không sai. Bảo sao không cho mình uống? Thấy anh ấy buổi tối thường xuyên không ngủ, còn tưởng anh ấy xem tiểu thuyết. Hóa ra là không ngủ được. Bố Lăng, đi đây Tử Thu. Lăng Tiêu, con ở lại với em. Nếu như mà có nôn, con phải mau chóng đi gọi bác sĩ nha. Dạ, bố quay về nấu cơm, lát nữa bố lại đưa vào. Dạ. Anh thì sao? Về đồn à? Tôi phải đi làm. Tôi nói mấy câu với Lăng Tiêu. À, được. Vậy tôi về trước nấu cơm. Con trai à, bây giờ con không ngủ hay là không ngủ được? Cũng ngủ, chỉ là ngủ không được lâu. Ban ngày rảnh rỗi thì lim dim một lúc. Sao con không nói cho bố biết? Mỗi lần gọi điện thoại hỏi con có khỏe không, con đều nói mọi thứ đều tốt. Mọi thứ đều tốt? Đây là mọi thứ đều tốt sao? Con sợ bố lo. Còn thế này bố càng lo hơn. Còn nữa,
Hôm qua mẹ con gọi điện cho bố, nói con bảo với bà ấy lần này con chỉ về thăm bố thôi, đúng không? Con đã đi làm rồi, con có thể lừa được sao? Bà ấy không đồng ý. Bà ấy không đồng ý thì con phải nói rõ chứ. Chuyện này có thể lừa được bao lâu? Được rồi, bố gọi điện cho bà ấy để nói chuyện. Ban đầu con tới Singapore đi học là vì phải chăm sóc cho bà ấy, đó là chuyện bất đắc dĩ nên bố mới đồng ý. Hơn nữa quyền giám hộ con ở trong tay bố. Bố, con trưởng thành rồi. Tính mẹ con bố cũng hiểu. Bố nói cũng vô dụng. Cứ để con nói đi, con cũng không thể trốn tránh được. Vậy con nói đi, đã lớn rồi, tốt nhất là tự giải quyết chuyện này. Con nhất định phải lựa lời mà nói, đừng chọc giận bà ấy. Được rồi con trai, chúng ta phải bàn bạc một chuyện. Con trai, về sau chuyện gì, bất kể chuyện tốt xấu, con có thể nói với bố không? Bây giờ con đã lớn rồi, bố cũng chẳng giúp được cho con chuyện gì nữa. Nhưng con bây giờ đang chịu khổ thế này, con cũng phải nói cho bố biết chứ. Được không hả? Được rồi, con mau quay về đi, bố còn phải đi làm. Quay về đi. Tim Tim, em khóc rồi à? Không có. Anh nghe bố nói rồi, em tưởng anh chết rồi, gào khóc ở hành lang bên ngoài. Chủ yếu là em cảm thấy nếu anh chết rồi em không khóc tang thì không thích hợp. Anh gặp tai nạn xe cũng đáng. Lần này có thể tùy tiện nói được sao? Đừng bóp mũi. Đồ hâm. Anh lớn rốt cuộc làm sao vậy? Làm sao anh biết? Hai anh ở cùng nhau anh còn không rõ? Anh ấy đâu phải chuyện gì cũng nói với anh. Nếu như chuyện gì cũng không nói mới dễ sinh bệnh tâm lý. Em cũng biết, từ nhỏ anh ấy có rất nhiều chuyện đều nói với em, nhưng bây giờ em không muốn nghe nữa. Nè, Lý Tim Tim hỏi anh, vì sao còn đang trẻ thế này đã bị mất ngủ rồi? Anh không phải cũng muốn biết sao? Mũi, đừng quậy, cẩn thận vết thương rách ra bây giờ. Không phải chuyện gì lớn, chỉ là khó ngủ. Anh đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói tỷ lệ mắc bệnh này ở nhóm người trẻ rất cao. Ngược lại là em, tuổi lớn rồi mà đầu óc vẫn chưa lớn, uống thuốc tùy tiện. Nè, lại trách em đúng không? Nếu như anh để đó trong hộp thuốc thì ai uống? Anh nói đi, anh đang yên lành đi bỏ thuốc ngủ vào hộp vitamin. Giống là anh không muốn Tỷ Tranh Tử nói với mẹ anh. Vì sao? Bởi vì trong nhà anh là người không thể bị ốm. Cảm ơn. Trà trái cây của anh. Không phải cà phê sao? Ban ngày uống cà phê tỉnh táo, buổi tối uống thuốc ngủ để dễ ngủ. Đây là thói quen xấu, anh phải cai cà phê đi. Lý Tim Tim nhà chúng ta vẫn giống như lúc nhỏ, biết quan tâm tới người khác, hơn nữa chín chắn hơn nhiều rồi. Đương nhiên, bây giờ em cũng có thể độc lập rồi. Văn phòng nhỏ của em, mặc dù bây giờ không kiếm được nhiều tiền, nhưng mà em rất thích nó. Chỉ cần em cố gắng, nuôi cả nhà chắc chắn không vấn đề. Sau này em có thể chăm sóc các bố rồi. Trông em đắc ý kìa. Nè,
Đừng sờ đầu em nữa. Em đâu còn là trẻ nhỏ đâu. Trong mắt anh, em mãi mãi là con nhóc cặm cụi vẽ tranh trước cửa tiệm mì. Anh cũng chỉ được cái bề ngoài thông minh, chẳng phải vẫn bị sườn heo rán của em dắt về nhà sao? Ngốc nghếch. Còn em, vì một cái kẹo đường xuất thịt theo người lạ. Anh đừng nhắc tới chuyện này nữa. Em quên rồi. Ở Singapore có vui không? Em chưa từng đi. Anh cũng chẳng chơi gì. Việc học rất bận. Còn phải chăm sóc cho mẹ với tiểu tranh tử. Mỗi ngày chỉ đi đi về về mấy nơi. Sau đó đi làm rồi cũng chẳng có tâm trạng nào đi chơi. Sau khi tốt nghiệp em cũng rất bận. Sau đó chúng ta ít liên lạc hơn. Rất nhiều chuyện của anh em đều không biết. Rảnh kể cho em nghe đi. Em muốn biết chuyện gì? Anh có bạn gái chưa? Chưa. Không phải chứ? Thật đấy. Nhưng mà có người mình thích. Trông thế nào? Xinh không? Rất xinh. Rất đáng yêu. Dù sao em chưa từng gặp. Thích nói thế nào thì nói thôi. Là bạn học của anh à? Em không còn muốn hỏi gì khác sao? Làm sao anh bị bỏng vậy? Cháo vừa nấu xong, cầm không chắc, đột nhiên bị đổ. Cả bát không cẩn thận ập đổ lên vai anh. Nhưng không thấy đau lắm, nên khi thu dọn mảnh vỡ của bát trước, sau đó tới nhà tắm chỗ nước lạnh lên mới phát hiện da và áo dính với nhau rồi. Nghe anh nói đã thấy đau rồi. Yên tâm, không còn đau từ lâu rồi. Em đã nói với anh là đừng sờ đầu em mà. Trên đầu trẻ nhỏ có ba ngọn lửa, anh không biết sao? Trời ạ, sao thành thế này rồi? Tay anh sao rồi? Bị xây xác thôi, không được chạm nước mấy ngày. Qua là đường sáng tặng cho anh, chúc anh sớm bình phục. Sao cô ấy không tự mình đưa tới? Cô ấy không dám gặp mọi người. Được rồi, anh cũng đừng giận nữa. Em đã phê bình cô ấy rồi. Cậu ấy hay thích diễn, thích diễn mọi lúc mọi nơi. Anh thật sự không giận cô ấy. Anh còn phải cảm ơn nữa. Nếu không vì chuyện này, anh còn tưởng Tim Tim thật sự ghét anh rồi. Logic kiểu gì vậy? Đầu bị da hỏng rồi à? Một chút một chút. Cà phê tới rồi. Cà phê tới rồi. Americano có đá. Cảm ơn. Nghe đã thấy đắng rồi. Của anh đâu? Anh đã thấy này còn uống cà phê. Vậy thì liên quan gì? Đúng rồi. Lý Tim Tim uống caramel macchiato, đều cho thêm đường. Đó là vì cuộc sống quá khổ sở rồi. Quần áo thay và sữa tắm cho cậu và Lăng Tiêu, mình đều bỏ vào trong túi cho cậu. Tối nay mình có một cuộc phỏng vấn, hay là mình ở cùng cậu đi? Không cần, anh mình còn ở đây mà, không sao. Bệnh khó ngủ của Lăng Tiêu thật sự không sao chứ? Không ngủ được sao có thể không sao được? Cậu nói liệu có liên quan tới mẹ anh ấy không? Sao có thể không có liên quan? Cậu đâu phải không biết vì sao anh ấy tới Singapore đi học? Chẳng phải vì mẹ anh ấy sao? Mình đã nói kỳ lạ mà, sao mẹ anh ấy đột nhiên thả anh ấy về được? Cậu cẩn thận, anh cậu lúc nào đó lại trở về đó. Còn cô em gái rất dính anh ấy mà. Cậu đừng có trừng mắt mình. Mình nói thật mà. Mình cai sữa từ lâu rồi. Anh ấy tự có chân, thích đi đâu thì đi. Hơn nữa con trai hướng ngoại, không biết ngày nào đó sẽ bị người phụ nữ nào tóm đi mất, đúng không? Vậy thì cũng hết cách. Xe đổ ở đâu? Đối diện. Cậu về đi, mình đi đây. Được, chú ý an toàn. Được rồi, đi đi.
Nè, cho em một miếng. Bị nhiệt đấy. Anh đói rồi sao? Không phải anh ăn hết cháo bố mang tới rồi sao? Nhìn hai người ăn, anh không ăn gì, thấy chán mà. Hay là tối nay bọn anh về, ngày mai bọn anh tới, cho em ở trong bệnh viện 2 ngày, chờ khỏe rồi thì ra viện. Quan trọng là nếu em không về, không có ai làm bánh ngọt, gác lại sự nghiệp, an tâm dưỡng bệnh. Em nhớ lúc nhỏ bầu trời không như thế này. Hai người còn nhớ không? Lúc nhỏ mùa hè ở khu phố rất mát, bố nói với chúng ta, trên bầu trời ngoài mặt trăng, ngôi sao sáng nhất chính là Thái Bạch Kim Tinh. Chẳng nhìn thấy gì cả. Đương nhiên là không có gì cả. Bây giờ đèn ở thành phố sáng như vậy, các giới khi chúng ta còn nhỏ, Singapore cũng vậy sao? Cũng rất sáng, trừ phi lên núi, nơi không có ánh đèn, hoặc là vào ngày trời đẹp. Vậy chúng ta lên núi chơi, đi tìm dì hai của em. Em không đi. Toilet nhà dì hai của anh nối liền với chuồng lợn. Nhà dì hai anh không còn nuôi lợn từ lâu rồi. Vậy cũng không được, mang thêm phiền phức cho người ta. Cũng phải. Bây giờ mỗi lần lễ Tết gọi điện thoại, cảm giác chẳng có lời gì để nói với bọn họ. Rất bình thường. Các anh không sống cùng nhau, có gì để nói đâu. Nhiều lắm chỉ nói anh lúc nhỏ thế nào, anh lúc nhỏ ra sao. Anh đã từng nói với hai người chưa? Lúc anh vừa đi Anh, ngày nào cũng muốn trở về. Không thạo ngôn ngữ, đồ ăn ăn không quen, suốt ngày chống đối với Triệu Hoa Quang. Chỉ cần nhìn lên bầu trời có máy bay bay qua là muốn leo lên bay về. Nói thật, em vô cùng hiểu. Trên phim đều diễn như vậy mà. Cậu ấm nhà giàu không thể bình yên kế thừa gia sản. Em cũng muốn giúp đỡ kế thừa, nhưng không có ai tìm em cả. Anh tìm em giúp. Giờ sau này anh kiếm được tiền, tiền cho em tiêu. Không, miệng đàn ông chuyên nói dối. Em nói thì hay lắm. Em thông minh như vậy, mau chóng bỏ cái tên Nhiên gì đó đi. Bỏ gì mà bỏ, chúng em đang hạnh phúc. Đúng, mau bỏ đi. Nhìn là biết không phải người tốt gì. Sao anh biết không phải người tốt? Chúng em quen nhau nhiều năm rồi, biết rõ gốc gác. Lại còn biết rõ gốc gác. Cái kiểu điên điên dại dại của hắn, nhìn là biết không thể sống được. Em tìm người để yêu, đâu phải tìm người để sống. Em thật sự thích cậu ta à? Thích chứ. Em nghĩ rõ rồi chứ. Em thật sự thích cậu ta sao? Dù sao em rất vui. Vui cái rắm. Cái gì? Anh của em nói cậu ta là quả rắm. Anh nói bậy, anh nấy sẽ không nói tục. Em tự hỏi nấy đi. Anh, có phải anh nấy vu oan cho anh không? Có phải không? Đương nhiên. Đã vậy rồi còn đánh người ta. Sao em không thể đánh? Mau chóng đưa cho em ăn miếng khoai đi. Không được. Sao không thể ăn? Lên nhiệt đó. Ăn miếng thôi mà. Ăn miếng. Không được. Anh kêu em đúng không? Không chọc anh nữa, cho anh ăn nè. Buồn nôn, anh không ăn được. Hai người cũng đừng hòng ăn. Ai ngồi trên ghế, người đó ăn rắm. Mau dậy anh lên đi. Đứng lên, đứng lên. Chân anh không đứng dậy được. Không được. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Thật là, mọi người kêu em như vậy vui lắm sao? 38,5 độ. Không sao, bị viêm. Phát sóng cũng bình thường. Cho cậu ấy uống thuốc này trước. Uống nhiều nước, rồi quan sát thêm. Dân, cảm ơn y tá. Không có gì. Uống thuốc. Nào, uống thuốc đi. Uống thêm nước đi. Bác sĩ nói phải uống nhiều nước. Được rồi, được rồi. Hai người hãy ngủ một lúc đi. Em không có buồn ngủ. Em là mèo đêm mà. Anh ngủ đi. Em như vậy thật hiếu thuận.
Anh đừng có chiếm lợi của em. Hiếu thuận không phải dùng ở đây. Ngủ đi. Mặt trăng còn nhét thêm sách cho anh à? À, là sách đầu giường của anh. Bình thường khi anh không ngủ được sẽ lật ra xem. Đều là sách tranh, nhìn không mệt. Vậy sách anh thích. Nói về cái gì vậy? Kể về hai đứa trẻ cô đơn trong thành phố, muốn thoát khỏi thành phố. Cậu ấy vô cùng trầm mặc, chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác. Các bạn học đều cảm thấy cậu ấy là một quái thai, nhưng tôi lại cảm thấy rất tốt. Tôi cũng có lúc không thích nói chuyện. Tôi thường nhìn thấy cậu ấy thu mình trong một góc ở cửa hàng sách, yên lặng đọc sách, hoàn toàn thờ ơ với thế giới xung quanh. Không biết vì sao, tôi luôn có thể ở đây, ở đó gặp được cậu ấy. Cậu ấy cô độc giống như tôi. Xin chào, làm phiền ra giúp tôi. Hạ Tử Thu ở phòng nào? Được, mời đợi chút, cảm ơn. Anh, không cần tra nữa, cảm ơn. Anh nhỏ rốt cuộc ở phòng nào thế? Tôi tìm mãi không được. Đi theo tôi, được. Em còn chưa từng hầu hạ bố, đã phải hầu hạ cho anh trước rồi. Em lau chậm thôi. Cẩn thận động vào vết thương của anh. Sao lắm lời vậy? Ngẩng đầu lên. Lý Tim Tim. Nhiên, sao anh sớm vậy đã tới đây rồi? Anh nắm lung tung làm gì? Em còn chưa lau xong mà. Anh ngồi trước đi, em lau giúp anh nhỏ. Ừ. Không sao chứ? Không sao, không sao. Anh nhỏ không sao chứ? Cậu trông tôi giống như là không sao à? Anh nói năng kiểu gì vậy? Đúng rồi, tôi có mang quà tới. Trong này là gì vậy? Anh tự làm đó. Anh, mở ra xem đi. Cảm ơn nhé. Xem không biết cái này vậy? Anh làm mấy hôm, chỉ có mỗi cái này thôi. Thứ gì vậy? Thế thì ngại lắm. Có gì phải ngại đâu. Anh em là anh của anh. Cảm ơn, cảm ơn anh. Không có gì. Nào, giường số 12, đo nhiệt độ cơ thể. Ba mươi bảy phẩy sáu độ, hơi cao một chút. Về cơ bản là không sao. Khi nào tôi có thể ra viện? Chờ bác sĩ kiểm tra rồi nói. Anh làm gì vậy? Nào, chỗ này chưa lau, nằm yên, nằm yên. Bên này chưa lau xong. Không phải, bên này chưa lau xong mà. Bên này chưa lau sạch. Anh đừng có. Anh ấy đang sáng tác. Sáng tác. Anh đi đâu? Tôi chở anh đi. Bây giờ cậu có thời gian sao? Tôi có chứ. Buổi tối tôi mới làm việc. Sắp tới trưa rồi, tôi mời cậu đi ăn cơm. Đi nào, tôi có chuyện muốn hỏi. Được.
Dù sao diễn đàn điêu khắc đó kiểu người nào cũng có. Có rất nhiều người đuổi theo mắng tôi, nói tác phẩm tôi không có ý nghĩa, chỉ dùng để lè thiên hạ. Nếu không có Lý Tim Tim cổ vũ tôi tiếp tục kiên trì, tôi đã bị đả kích chuyển nghề rồi. Tôi hỏi cậu, vì sao cậu thích Lý Tim Tim? Đây là lý do à? Tôi cũng không có lý do nào thích cô ấy. Nhưng cô ấy không có tỷ lệ eo mông khiến cậu mê mẩn. Cũng phải. Nhưng không quan trọng, tôi cần là bạn đời về mặt tâm hồn. Sức hút cơ thể chỉ là nhất thời. Cho nên cậu thừa nhận cô ấy không có sức hút. Đương nhiên là có. Lần trước gặp cô ấy ở triển lãm điêu khắc, tôi đã cảm nhận cô ấy tràn đầy sức sống, rất quan dại. Tôi đã bị hấp dẫn. Cậu không có em gái phải không? Tôi là con một, bố mẹ tôi cũng vậy, cho nên không có em họ. Cho nên cậu gặp được Lý Tim Tim là hy vọng cô ấy xuất hiện trong nhà cậu đúng không? Đúng. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy Lý Tim Tim nên sống ở nhà tôi mới đúng. Trong nhà vui vẻ náo nhiệt, thú vị lắm. Tôi hiểu. Rất nhiều con một đều mong nhà mình có thêm anh chị em, nô đùa cùng nhau thật vui vẻ. Tôi không có ý này. Tôi thật sự thích cô ấy. Cậu suy nghĩ thêm đi. Hai người làm bạn không vấn đề, nhưng chuyện yêu nhau nên suy xét thận trọng. Yêu thì cần thận trọng cái gì? Suy xét thận trọng, xem có đáng vì một cuộc tình ngắn ngủi hy sinh một người bạn tốt và hợp về mặt tâm hồn hay không. Ăn cơm đi. Cheers.